Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu trả lời rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Hãy đến tất cả, hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể nhận thật rõ ràng rằng tình yêu không có hình tượng, không có hình dáng, chẳng có âm thanh hay mùi vị nào khác. Tình yêu là một sự cảm nhận rất thật của con người và sức mạnh, sự thu hút của mỗi người khác nhau tùy theo sự cảm nhận của họ. Thế nên chúng ta không thể định nghĩa hay đánh giá về tình yêu của một ai đó. Nếu có họ hỏi tình yêu là gì, tôi yêu làm sao, tôi yêu như thế nào, thì chắc cũng chỉ là một câu trả lời không hết nghĩa. Trong Thánh Kinh, tác giả đã dùng rất nhiều ngôn từ hình tượng để phần nào diễn tả tình yêu của Thiên Chúa cho chính do chính mỗi thánh ký cảm nhận. Mỗi vị đều khác nhau. Chúng ta hãy xem tiên tri Ô-sê thì diễn tả tình yêu của Thiên Chúa như là tình yêu của một người mẹ âu yếm, chăm sóc, bồng ấm, ấp ủ con, cầm tay tập cho con đi, mớm cho con từng miếng ăn. Còn tiên tri Isaiah thì cũng một cảm nhận đó, ông viết: nào có người mẹ quên con mình mà không thương xót, chính đứa con mình đã cưu mang ư. Cho dù người mẹ đã có quên, nhưng ta không quên người đâu. Rồi tình yêu của Thiên Chúa còn là tình yêu của một người cha trên trời. Không ai phải nghi ngờ về tình yêu này. Ngài yêu tôi, Ngài yêu anh chị em, Ngài yêu mọi người bằng tình yêu của một người cha. Mỗi người đều có thể nói: Chúa là Cha, yêu tôi là con. Isaiah đã diễn tả: Cha đã khắc ghi ngươi trong lòng bàn tay ta. Khi đọc đến câu của Isaiah, tôi cứ liên tưởng đến thời trang ngày hôm nay. Đó là thời trang của tát tô, thời trang hình xăm. Thiên Chúa xăm tôi và ông bà, anh chị em vào trong tay của Ngài. Vậy nên chúng ta đang ở trong tay của Thiên Chúa. Ngài đang chăm sóc, ôm ấp và che chở mỗi người chúng ta, bởi vì Ngài là một người cha. Trong bốn tin mừng, ấn tượng hơn cả vẫn là tin mừng của Gioan khi diễn tả một cách cụ thể và rõ ràng về tình yêu của Thiên Chúa trên thập giá bằng chính hành động của anh lính kia đã lấy đằng đâm vào trái tim, làm cho trái tim ấy bị mở hoác ra và tuôn chảy những dòng máu và dòng nước cuối cùng. Một tình yêu bị vắt đến cạn kiệt mà không tiếc hay giữ lại cho chính mình kể cả giọt máu và giọt nước cuối cùng. Đó là tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Vậy nên dầu chúng ta có thế nào đi chăng nữa,
chỉ cần có một chỗ trong trái tim của người là chúng ta hạnh phúc rồi. Tình yêu của Ngài khiến trí hiểu của con người không thể dò thấu. Ngài yêu đến độ trao ban con một cho chúng ta. Ngài dâng người con ấy như một của lễ toàn thiêu để đền mọi tội lỗi của nhân loại. Một tình yêu hiến dâng, một tình yêu đi tới cùng, một tình yêu yêu đến chết vì người mình yêu. Tình yêu ấy luôn đong đầy, chẳng khi nào vơi. Đó là cái giá mà Đức Giêsu phải trả vì yêu mỗi người chúng ta. Thế nên chúng ta phải làm gì để đáp lại tình yêu này của Thiên Chúa? Tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình. Tình yêu Thiên Chúa cao mãi muôn đời, xin cho con tình yêu thiết tha, lòng bao la thắm như màu lá. Xin cho con yêu dấu muôn người, xin cho con yêu đời yêu người. Một khúc ca từ của một bài hát gợi lên cho chúng ta hãy lấy tình yêu và quả tim của mình để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta bằng chính trái tim mà Ngài đã bị đâm thủng. Đức Giêsu đã chẳng nói với chúng ta rằng anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thế nên mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi mời gọi mọi người xin Chúa cho mỗi người chúng ta một ơn, đó là tập cho mình biết yêu như Chúa, yêu như Chúa yêu, chết như Chúa chết, vì mỗi người chúng ta đều có một trái tim. Hãy để cho Chúa thay trái tim của chúng ta bằng trái tim của Chúa. Tim của Chúa là tim của tôi, để mãi mãi yêu với một tình yêu chẳng cạn mà luôn đong đầy. Máu của Chúa là máu của tôi, để tôi biết hy sinh quên mình mà không bao giờ tính toán thiệt hơn. Trái tim và cảm xúc của Chúa là của tôi, để tôi có thể cảm thông với nhiều bà quá già trong đời đang đưa con đi chôn, với nhiều người cùi trong cuộc sống đang cần bàn tay của tôi chăm sóc và chữa lành, với nhiều người tội lỗi mà tôi gặp hàng ngày để họ được cảm thông và tha thứ. Và trái tim của tôi cũng giống trái tim của Chúa khi sẵn sàng mở hoác ra để cho đi tất cả, kể cả những giọt máu và giọt nước cuối cùng khi anh chị em của chúng tôi cần. Và trái tim của tôi cũng giống trái tim của Chúa sẵn sàng bị đâm thủng vì anh em của mình đã đối xử bất công hay vu cáo, nhưng tôi vẫn tha thứ và yêu thương. Xin cho con có một trái tim như Chúa. Amen. Xin mời đứng, chúng ta tuyên xưng đứng.